quét sạch kho vũ khí của Ukraine. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, những thiệt hại của Ukraine tiếp tục được ghi nhận trên chiến trường. Trong khi đó, người ta bắt đầu nhìn thấy nhiều hơn những dấu hiệu về việc NATO tiếp tục lừa phỉnh Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh do họ tổ chức. Mặc dù vậy, một lần nữa phương Tây muốn tiếp tục nâng cấp mối quan hệ căng thẳng với Nga bằng một kế hoạch mới, lần đầu tiên xuất hiện kể từ thời chiến tranh lạnh. Và tất cả những thông tin thú vị này sẽ có trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tên lửa tầm xa quét sạch kho vũ khí của Ukraine. Cuộc tấn công của Nga đã dẫn đến việc phá hủy một nhà kho chứa các tên lửa tầm xa của phương Tây viện trợ cho Ukraine ở Nikolaev. Sergei Lebedev là điều phối viên của lực lượng ngầm ở thành phố này đã nói với RIA vào sáng sớm ngày hôm nay, ngày 11 tháng 7. Một camera nằm cách đó 10 km đã ghi nhận ánh sáng từ vụ nổ. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã báo cáo về việc phá hủy các kho đạn của nhóm quân đội thống nhất Ukraine Kherson và lữ đoàn cơ giới số 56 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực của thành phố Nikolaev và Krasnodar. Ở hướng Zaporizhia, vào đêm ngày hôm qua, quân đội Nga cũng đã phá hủy các khí tài mà Ukraine được phương Tây viện trợ. Video từ hiện trường đã ghi nhận những nạn nhân xấu số bên cạnh xe tăng của Ba Lan, còn có các phương tiện chiến đấu của Mỹ và Séc. Nạn nhân đầu tiên xuất hiện trong video là xe tăng T-72 của Séc. Buồng đạn của nó vẫn còn đang bốc cháy. Rõ ràng rằng những chiếc xe tăng này đã cán phải một quả mìn. Kết quả là xích xe tăng đã bị bật tung ra do sức ép của vụ nổ. Sau đó, có thể chúng đã bị kết liễu bởi đạn pháo hoặc tên lửa chống tăng có điều khiển. Các tổn thất tương tự của Ukraine cũng đã được báo cáo nhiều lần trong suốt thời gian diễn ra cuộc chiến. Nếu như trước đây phía Ukraine tích cực quảng bá về lớp giáp không thể xuyên thủng của bản nâng cấp xe tăng T-72M1 vốn đã ra mắt vào đầu những năm 80, thì đến bây giờ đây, trải qua thực chiến, tình trạng thực tế của những chiếc xe tăng này đã được thấy rõ. Chúng không có hiệu suất vượt trội giống như những gì được quảng cáo. Trong đoạn video, người ta cũng đã nhìn thấy được sự xuất hiện của một xe bọc thép chở quân M113 của Mỹ. Chiếc xe này bị phá hủy nghiêm trọng tới mức chỉ còn trơ lại bộ khung, nên phải rất khó khăn mới có thể xác định được chủng loại của nó. Hình ảnh cuối cùng trong video là chiếc xe tăng PT-91 của Ba Lan đã bị phá hủy. Đoạn video này cho thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội bên trong chiếc xe và lan ra đến tận cửa buồng lái. Một thành công nữa của hàng không vũ trụ Nga đó là vào cuối ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã tuyên bố kẻ thù đã cố gắng tấn công 3 khu vực trên lãnh thổ của nước này bằng tên lửa S-200. Theo báo cáo thì các mục tiêu bị nhắm tới là Crimea cũng như các khu vực ở Rostov và Kaluga. Tuy nhiên, hai tên lửa S-200 đã bị tiêu diệt, hai quả tên lửa khác thì bị đánh lạc hướng với sự hỗ trợ của các hệ thống tác chiến điện tử. Quý vị có thể thấy, những vũ khí mà phương Tây gửi tới Ukraine đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Nói về thành quả của quân đội Nga khi tham chiến thì Konstantin Gavrilov, là trưởng phái đoàn Nga ở Viên cho biết rằng Mỹ và NATO đang thua trong cuộc xung đột Ukraine. Ông ấy nói, cả Mỹ và NATO đều hiểu rằng thời gian không có tác dụng với họ, họ đang thua ở Ukraine. Theo ông, trong cuộc phản công này, quân đội Ukraine đã không thành công ở bất kỳ khu vực nào. Trước đó, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Robert Kennedy Jr. cho rằng Ukraine không có cơ hội đánh bại Nga. Còn tờ The Times thì cũng tuyên bố rằng hiệu quả càng ngày càng tăng của lực lượng vũ trang Nga đã cản trở cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong bối cảnh này thì NATO đã bắt đầu cảm thấy rằng Nga thực sự là một đối thủ đáng gờm và bây giờ họ trở thành một mối đe dọa hiện hữu cần phải nghiêm túc nhìn nhận về việc đối phó với Moscow. NATO thống nhất trong vấn đề Nga. Hôm nay, Reuters đã dẫn lời ba nhà ngoại giao nói rằng lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, NATO đã nhất trí về kế hoạch đáp trả nếu xảy ra một cuộc tấn công của Nga. Ấn phẩm gọi quyết định này là một sự thay đổi quan trọng và lưu ý rằng đây là lần đầu tiên kể từ thời chiến tranh lạnh NATO quyết định chuẩn bị một tài liệu như vậy. Vào tháng 5, thì Reuters đã đưa tin rằng tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius vào ngày 11 và 12 tháng 7, NATO dự kiến sẽ thông qua các kế hoạch mới về việc tăng cường sức mạnh quân sự ở gần biên giới với Nga. Ngoài ra, các thành viên của khối sẽ thảo luận về việc tăng cường mức độ phối hợp giữa các bộ phận quân sự và chỉ huy tập thể, cũng như nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong trường hợp xảy ra xung đột với Moscow. Trong những năm gần đây, Nga đã ghi nhận hoạt động chưa từng có của NATO dọc theo biên giới phía Tây của nước này. Điện Kremlin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Moscow không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không coi thường các hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Những dấu hiệu căng thẳng còn tiếp tục gia tăng với vấn đề chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể ủng hộ Quốc hội thông qua đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển trong phiên họp mùa thu.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Thụy Điển gia nhập NATO. Và ngày hôm nay thì Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đã nói với tờ The Times rằng NATO cần phải từ bỏ những hạn chế trong việc thiết lập các căn cứ phòng thủ lâu dài dọc biên giới với Nga. Theo Tổng thống Litva, trong bối cảnh Nga đang triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus, khối quân sự phương Tây phải công nhận thực tế rằng tương tác cuối cùng của Nga và NATO đã chết. Ngoài ra, Nauseda đã kêu gọi các đồng minh trong liên minh nhanh chóng tăng chi tiêu quân sự, chỉ ra một tình huống rất mong manh và nguy hiểm. Mặc dù trước đó Tổng thống Nga Putin đã nói rằng Moscow và Minsk đã đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus mà không vi phạm các nghĩa vụ quốc tế. Ông Putin giải thích rằng Moscow không bàn giao nó cho quốc gia láng giềng, mà chỉ đang làm những gì mà Hoa Kỳ đã từng làm trong nhiều thập kỷ. Bất chấp tất cả những tuyên bố từ phía Nga, cũng như những lằn ranh đỏ mà các nhà lãnh đạo Nga đã hết lần này tới lần khác vạch ra và cảnh báo, NATO vẫn không ngừng khiêu khích và chứng minh cho Nga thấy rằng NATO đang đe dọa Nga, chứ không phải là phòng thủ. Ban đầu thì giật dây cho cuộc chiến nổi ra nấu thịt ở Ukraine, sau đó thì liên tục mở rộng căn cứ của NATO, kề sát biên giới của Nga. Và điều này đối với người Nga mà nói là không cho phép họ ngồi im để cho đối thủ kề ra vào cổ mình. Trong tình thế này, hành động của NATO đang có chiều hướng đưa mọi thứ đi tới kịch bản bất lợi nhất. Toàn cầu đổ dồn sự chú ý về hội nghị thượng đỉnh NATO. Hôm nay, Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg đã công bố 3 hành động sẽ được đề xuất chính thức với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius. Đầu tiên, một chương trình hỗ trợ thiết thực để giúp Ukraine tiếp cận NATO, tức là cung cấp viện trợ và đào tạo nhân sự. Thứ hai là thành lập một hội đồng Ukraine-NATO, nơi mà Kiev có thể thảo luận tất cả các vấn đề ở cấp cao nhất với các quốc gia của liên minh. Và cuối cùng là hủy bỏ lộ trình hành động dành cho thành viên MAP. Đây là một bộ quy trình hành động sơ bộ bắt buộc các quốc gia ứng cử viên cần phải thực hiện nếu muốn gia nhập NATO. Về việc hủy bỏ lộ trình hành động dành cho thành viên MAP, thì ông Stoltenberg làm rõ rằng quyết định này vẫn đang được thảo luận và chưa được hoàn thiện. Truyền thông phương Tây cho biết Đức phản đối việc này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết quyết định hủy bỏ kế hoạch hành động đã được đưa ra. Sau các cuộc đàm phán căng thẳng, các đồng minh NATO đã đạt được sự đồng thuận về việc loại bỏ nó. Và đây là một quy trình gồm các bước tuần tự để xét duyệt một quốc gia có được tham gia vào liên minh hay không. Nói cách khác, các nước NATO đã tạo ra một con đường tắt để Ukraine nhanh chóng trở thành thành viên. Theo Euro Integration, Tổng thống Zelensky sẽ đến Vilnius vào thứ Tư để gặp các nhà lãnh đạo NATO tại hội nghị thượng đỉnh. Trước đó vào hôm qua, thì Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã xác nhận rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẽ tham dự hội nghị ở Vilnius. Có vẻ như là NATO đang dỗ dành ông Zelensky sau khi ông này từng đưa ra những tuyên bố đầy hờn dỗi rằng ông ấy sẽ không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Đối với Zelensky mà nói, những tuyên bố lần này của NATO mang lại cho ông ta niềm vui chiến thắng, đặc biệt là nếu có thể bãi bỏ được quy trình rắc rối để được gia nhập vào liên minh. Như vậy thì chúng ta có thể thấy có một thỏa thuận ngầm ở đây. NATO có lẽ đã khẳng định với ông Zelensky rằng họ sẽ bãi bỏ lộ trình thành viên MAP để ông ta tới tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Bây giờ đây, Tổng thống Ukraine xác nhận tham gia, nhưng điều đó không có nghĩa là các thành viên NATO sẽ đồng ý bãi bỏ MAP. Giới quan sát đang phán đoán rất có thể chuyến đi này của ông Zelensky sẽ trở về với đôi bàn tay trắng. Nói cách khác, lại bị ăn một cú lửa lần nữa. Được biết, bài phát biểu chung của ông Zelensky và ông Stoltenberg đã được đưa ra vào ngày 12 tháng 7, tức là ngày thứ hai của cuộc họp Hội đồng Ukraine-NATO mới được thành lập. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông tiếp tục mô tả những nghi ngờ đến từ chính quyền của các nước phương Tây về bản chất của mối quan hệ giữa NATO và Ukraine. Tờ Financial Times hôm nay đã viết rằng các thành viên của liên minh sẽ thông qua một tuyên bố trong đó một số quốc gia sẽ đưa ra cam kết riêng đối với vấn đề Ukraine. Các nước đó là Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức, 4 trong số 5 cường quốc quân sự lớn nhất của NATO. Các thành viên NATO đang đứng trước hai lựa chọn để đảm bảo hỗ trợ cho Ukraine. Một là họ sẽ áp dụng một mô hình giống như của Israel, giúp cho Ukraine cải thiện năng lực tự bảo vệ bản thân. Tất nhiên là sức mạnh đó vẫn không thể so sánh được với Nga, nhưng ở một số điểm sẽ giúp cho Kiev ngăn chặn được bước tiến công của Moscow. Lựa chọn này sẽ rất tốn kém về mặt tài chính và một số quốc gia lo lắng rằng họ không đủ ngân sách để thực hiện việc đó. Lựa chọn thứ hai sẽ là áp dụng một mô hình mà NATO sẽ bảo vệ Ukraine trong trường hợp cần thiết. Và tất nhiên rủi ro ở đây chính là các nước NATO sẽ phải chịu trách nhiệm lớn hơn trong cuộc xung đột. Do đó, theo Financial Times, NATO hứa sẽ cung cấp thêm cho Ukraine năng lực quân sự,
đảm bảo cho việc huấn luyện quân đội Ukraine, chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ cải cách chính sách quốc phòng. Và tình trạng của Ủy ban Ukraine NATO hiện tại cũng sẽ được nâng lên cấp hội đồng. Trong bối cảnh đó, càng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Mỹ và Đức sẽ là những nước ngăn cản Ukraine gia nhập liên minh. Theo báo Bild, các nước này phản đối bài phát biểu công khai của ông Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh. Bài báo tuyên bố, Tổng thống Ukraine hiện đang vô cùng tức giận vì ông không được phép làm điều này. Ngoài ra, theo tờ báo thì Đức có ý định ngăn chặn sự tham gia của ông Zelensky và nhất quyết yêu cầu Kiev phải thực hiện các bước tuần tự để trở thành một thành viên của liên minh theo đúng quy định. Ngoài ra, Berlin cũng yêu cầu không đưa vào phần cuối cùng trong tuyên bố của liên minh những từ ngữ như là lời mời hoặc là về vị trí xứng đáng của Ukraine trong NATO. Bên cạnh đó thì Hoa Kỳ cũng sẵn sàng ngăn chặn các đề xuất tạo ra một lối tắt giúp cho Ukraine gia nhập NATO, mặc dù các thủ tục gia nhập vẫn cần phải cải cách. Theo Bill, một cuộc họp để nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận sẽ diễn ra vào tối nay tại Vilnius và hội nghị thượng đỉnh bắt đầu vào ngày mai. Nếu như Ba Lan và một số quốc gia khác muốn chiến thắng hoàn toàn dành cho Ukraine, cho nước này được gia nhập NATO và khiến Nga phải thất bại nhục nhã, thì theo Bill, Đức lại không có lợi lộc gì nếu như Nga sụp đổ. Bài báo viết, chính phủ Mỹ và Đức thận trọng hơn cả về mục tiêu chiến tranh và đảm bảo hòa bình. Một nhà ngoại giao cấp cao của Đức suy đoán rằng, sau cuộc nói chuyện với Ba Lan về sự cần thiết phải đánh bại hoàn toàn Vladimir Putin và hy vọng rằng nước Nga cuối cùng có thể tan rã, vị quan chức này cho rằng đây là một ý tưởng mà Berlin không hề quan tâm. Và người Mỹ cũng đang tìm cách để trì hoãn việc Ukraine gia nhập NATO càng lâu càng tốt, bởi vì họ lo ngại rằng bất kỳ một cam kết nào nhằm đẩy nhanh quá trình này có thể kéo dài chiến tranh và tạo ra những nguy hiểm phức tạp cho một giải pháp hòa bình trong tương lai. Một số quan chức Mỹ cũng lo ngại rằng một số đồng minh thực sự muốn NATO tham gia trực tiếp vào cuộc chiến với Nga. Như vậy thì có thể thấy, câu chuyện Ukraine được gia nhập NATO hay không vẫn còn là một điều mập mờ. Bởi vậy mà có nhiều người mới cho rằng rất có thể ông Zelensky lại bị dắt mũi một lần nữa. Cuộc gặp bí mật giữa ông chủ Wagner với Tổng thống Nga Putin được tiết lộ. Hôm nay, RIA đã đưa tin người phụ trách Wagner Prigozhin đã gặp Tổng thống Putin tại Điện Kremlin 5 ngày sau cuộc nổi loạn. Đầu tiên, các phương tiện truyền thông phương Tây đã viết về điều này và sau đó khá nhanh chóng xác nhận bởi thư ký báo chí của Điện Kremlin Dmitry Peskov. Theo ông, cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ, các chỉ huy PMC cũng tham gia, tổng cộng là có 35 người. Nhưng mà ông Peskov đã nói rằng, những người lính đánh thuê đã trình bày vấn đề của riêng họ với ông Putin và nói rằng họ là những người ủng hộ trung thành và là những người lính của quốc gia sẵn sàng tiếp tục chiến đấu. Đến lượt mình thì ông Putin đánh giá các hành động của Wagner ở chiến trường cũng như những gì đã xảy ra vào ngày 24 tháng 6, đồng thời đưa ra các lựa chọn cho đại diện của Wagner. Hôm trước, tờ Liberation của Pháp cũng đã viết về cuộc gặp này, trích dẫn các nguồn tin tình báo phương Tây. Theo tờ báo này thì cuộc họp còn có sự tham gia của người đứng đầu lực lượng vệ binh Nga Viktor Zolotov và người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài Sergei Naryshkin. Nhớ lại rằng, Tổng thống Nga Putin đã gọi hành động của ông Prigozhin là sự nổi loạn, phản bội và đâm sau lưng. Với những luận điểm tương tự, trong 2 tuần qua đã có một chiến dịch chống lại Prigozhin trên sóng của các kênh truyền hình hàng đầu nước Nga. Dựa trên những dấu hiệu này, đánh giá của Điện Kremlin về hành động của Prigozhin không thay đổi sau cuộc họp. Nhưng mà bây giờ đây, mạch thông tin bắt đầu rõ rệt hơn. Đó là ông Putin có thể quan tâm đến việc tiếp tục sử dụng Wagner trong cuộc chiến ở Ukraine. Trên thực tế, điều này đã được thảo luận trong bình luận của ông Peskov. Ông này nói rằng Tổng thống đã cho phép họ lựa chọn. Tuy nhiên, về mặt logic, trước khi gửi các chiến binh Wagner trở lại mặt trận, Điện Kremlin nên toàn quyền kiểm soát họ. Và điều này chỉ có thể xảy ra nếu PMC giải thể, đồng thời sát nhập vào một trong các cơ cấu quyền lực của Liên bang Nga. Tuy nhiên, đánh giá theo tuyên bố của ông Wagner, có vẻ như là họ không muốn đi theo viễn cảnh này. Mặc dù họ nói sẵn sàng quay trở lại mặt trận, nhưng phải theo các điều khoản của riêng họ. Trước những câu hỏi đặt ra liên quan đến tương lai của công ty quân sự tư nhân Wagner và thông tin về khả năng đưa nó vào cơ cấu của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, chỉ huy của một trong các đội tấn công, đại diện của Wagner, có biệt danh là Zombie, đã đưa ra một số giải thích về vấn đề này. Câu hỏi chính của cuộc phỏng vấn là liệu các chiến binh Wagner có đồng ý ký kết hợp đồng với Bộ Quốc phòng hay không? Zombie nói rằng không ai cả. Chúng tôi đoàn kết không phải chỉ bởi một hợp đồng, mà còn bởi một ý tưởng chung, chiến đấu và không phục vụ cho một số người, nhưng sẽ có lợi ích cho Tổ quốc. Nhiều người coi chúng tôi là lính đánh thuê, nhưng mà điều này không phải như vậy. Chúng tôi có lòng yêu nước hơn những người khác. Vị chỉ huy này cho biết thêm rằng mỗi chiến binh có thể bày tỏ ý kiến của mình với chúng tôi. Tất nhiên, các quyết định được đưa ra bởi hội đồng chỉ huy và chỉ huy chính, nhưng họ sẽ lắng nghe tâm nguyện của các chiến binh và các chiến binh thần tượng chỉ huy của mình, bởi vì họ thực sự tham gia vào cuộc sống của binh sĩ
ngay cả đối với các vấn đề cá nhân. Người đại diện đã kết luận như vậy. Trước đó có thông tin cho rằng một số lượng lớn chiến binh Wagner PMC đã quyết định chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Liên quan đến tuyên bố của đại diện Wagner PMC đã gây ra khá nhiều tranh cãi. Bởi vì có điều gì đó khác thường khi mà ông Putin lại quyết định gặp và giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho Wagner, trong khi gọi họ là những kẻ đâm sau lưng, những kẻ phản bội. Còn Wagner thì lại tuyên bố rằng họ là người yêu nước hơn ai cả và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Đây vẫn là một ma trận thông tin đánh đố giới quan sát. Không ai biết được chân tướng của sự thật về vụ việc này. Và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi những nước cờ tiếp theo. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.